Đó, như vậy chúng ta đã nhổ bông rồi này. Bây giờ hàng móc tiếp theo. Hàng móc tiếp theo thì các bạn sẽ thực hiện cho mình là các mũi giảm. Bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len màu trắng. Chúng ta sẽ đưa qua đầu, chúng ta sẽ đưa xuống phía dưới. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn, sau đó thì bạn sẽ thở cái phần len ra, phần sợi ra để chúng ta sẽ làm phần rễ. Đó, như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ khâu cái phần trong.